Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay là một ngày mới bắt đầu. Và ui chà, anh em mình nhận chỉ được 10 mảnh của dòng Leggings. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cuộc đua Heroic. Coi mình quậy được đến đâu rồi. Mình đang nằm ở lap 5 các bạn nha. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đây, thả mấy cái bé rồng ra cái chỗ ấp trứng nha mọi người. Ok, bán nhẹ cái em này luôn. Rồi, anh em mình sẽ thả cái bé yêu này ra. Wow, ở đây thì anh em mình còn được mấy con rồng cũng khá là xịn sò đây hen. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với đi thu hoạch nhẹ ít vàng. Và đang có cái sự kiện mới các bạn ơi, sự kiện Magic Island. Hắn ta thì sẽ để cho các bạn là mấy cái bé trong đây các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm coi để đưa mấy con này về. Thì mình sẽ để cho các bạn biết ha. Và mọi người ơi, hắn ta thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng. Anh em nào đang cần nâng sao hoặc là summon cho bé rồng thì cứ việc liên hệ với mình ha. Với lại là mình cũng có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP thì cứ việc liên hệ với mình luôn nha. Mình thì mình mở cái giá trong game nha mọi người. Gọi là mình không có mở giá rẻ nha. Và đảm bảo an toàn cho nick của các bạn 100%. Các bạn sẽ không phải lo bị khóa nick hay là bị ban nick hen. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ quảng cáo nhân 2 phần thưởng nè. Đây, lụm nha mọi người. Open. Wow. Rồi, phần thưởng của anh em mình nhân 2, còn cái này sẽ được bao nhiêu nha? 1, tính ra là cũng được có 3 điểm thôi các bạn. Rồi, bây giờ thì anh em mình tiếp tục di chuyển nhẹ cái bé yêu này nha. Và cái số điểm ở đây thì anh em mình sẽ đi kiếm nha. Có nhiều bạn comment hỏi HNT là số điểm này sao em thu hoạch mà nó không ra nữa. Thì ở đây là 8 tiếng nha các bạn. 8 tiếng thì các bạn mới ra thu hoạch được một lần. Mình nhớ không lầm đó thì chúng ta sẽ có cái event này vào lúc đó là tầm khoảng 5 giờ chiều đúng không? 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ có tầm khoảng là tới 8 tiếng sau. 8 tiếng sau thì bao nhiêu ta? Tầm khoảng 1-2 giờ sáng ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ có tới tầm khoảng đó là 9 giờ trưa đúng không? 9 giờ trưa thì sẽ là 8 tiếng. Đó, khi đó thì các bạn vô thu hoạch là một lần thì mới được nha. Đó, nó sẽ hiện ra những cái điểm coi màu xanh cho anh em mình. Hay là anh em mình sẽ đến với khu vực list và chúng ta sẽ chiến đấu trong đây. Đây, nhân vật là Hà này là hack VIP nha mọi người. Heroic mới luôn, hàng rất là đặc biệt. Chỗ này thì anh em mình sẽ mang thêm cái dòng lâu lắm rồi mang bé yêu này đi review cho các bạn xem nha. Con này thuộc dòng đó chính là Titan nha mọi người. Titan Macaron kèm thêm quy hiệu Mythicast. Con này đang là cast 10. Lượng máu của nó maximum thì sẽ đạt được lên tới là 241.000. Còn những con cast 9 á, những con Legend cast 9 thì chúng ta chỉ được là 219.000 máu thôi. Ở đây thì anh em mình sẽ đi chiến đấu nhẹ nha. Dòng Titan thì anh em mình lúc nào cũng sẽ có một cái bộ giáp siêu chắc. Đó, phá cái giáp xong rồi mà nó mới tấn công vào trong được ha. Ôi, anh em nào mà xem video thì đừng quên cho mình một like ủng hộ nhẹ cái HNT Channel nha các bạn. Bật cái khả năng hút máu lên. Và bây giờ anh em mình lụm nhẹ nè. Wow, bây giờ thì cho bé yêu đặc biệt đi các bạn ơi. Con này thì hơi bị mê rồi hen. Khả năng quýnh lan rất là bá đạo luôn. Wow. Ôi mạnh dữ. Trời ơi, nó chơi một phát một muốn rụng. Muốn ngủm của tủi luôn các bạn ơi. Quá ghê gớm. Rồi, bây giờ thì anh em mình đang có sát thương nhân 2. Tầm này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ 41 cành victory ha. Rồi, cứ một hiệp là anh em mình được thêm tầm khoảng 90 điểm nha mọi người. Ôi, ca này thì tính toán làm sao đây? Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên phá giáp hả? Ôi, nhưng mà phá giáp này anh em mình không gây sát thương. Nếu mà không gây sát thương thì thôi mình mang cái con này ra đi hen. Ui, tên bạn có Heroic VIP luôn. Con này 500 mảnh mới ra được một con nha mọi người. Rồi, tuyệt chiêu đặc biệt với khả năng hút máu của anh em mình. Wow, một hit thôi là tên bạn lên bảng đếm số liền. Rồi, solo tay đôi với bé yêu này coi. Chiêu hồi máu mình cần một lần nữa để hồi. Nhưng mà bây giờ máu tên bạn còn có chút xíu à. Hút giờ nó đâu có phê. Nó ít lắm các bạn ơi. Hút nó không có đã gì hết trơn á. Đó, bây giờ anh em mình bây giờ ra hút con này nó mới đã nè. Đó, Macaron hút máu là phải gọi là kiếm mấy cái con rồi là nó. Đây, khả năng giật đam nè. Giật. Ui cha, 52.000 các bạn. Lượng máu anh em mình trở nên full cây. Và đây là lý do vì sao mình rất là thích cái thành viên Arcana này. Đó, cái con này là hơi bị kết đó hen. Hút máu nè. Đây, ngon lành luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với Heroic đi. Thôi mà con Heroic này nó mát ở bật tím rồi các bạn ơi. Bây giờ lôi nó ra quýnh nó còn không lên được miếng nào. Nhưng mà mấy cái con này thì nó lên nha. Đó, bây giờ anh em mình sẽ đến với thành viên level 41. Wow, ca này có vẻ gắt hang. Anh em mình khều nhẹ coi. Sát thương nhân 2, 26 cành. Wow. Bây giờ thì chúng ta thôi mình cho bé yêu này lụm luôn đi ha. Bé này hiện tại mới có 35 thôi các bạn à. Rồi, chúng ta sẽ đến với thành viên đặc biệt, sát thương X2, lượng đá chúng ta lên tới 44.000 nha mọi người. Wow. Và cái tiệc chiêu VIP này của anh em mình, slow motion cho anh em xem nha. Khả năng hút máu của con này nó cao hơn là cái con Macaron rất là nhiều nha mọi người. Đây, hàng xịn có khác nè. Rồi, Macaron thì nó chỉ hút bằng cái ấy thôi. Còn bây giờ các bạn xem nó hút nè. Đẩy một phát một, lượng máu bao nhiêu đây? 40.000. Wow, quá là bá đạo luôn. Victory các bạn à. Cái khả năng giật đam đến từ cái con này rất là kinh khủng luôn ấy. Nó vừa có thể phá được cái giáp của dòng Titan nữa các bạn. Con Titan thì nó chỉ có chịu được một cái chiêu đầu tiên thôi. Nhưng mà cái con này của mình là nó quánh, nó xuyên giáp luôn. Nó phá vỡ cái đầu tiên và nó giật thêm mấy cái phía sau nữa thì thôi rồi, hỏi ôi. Chỗ này thì anh em mình vẫn phải thả mấy cái bé này ra. Ở đây thì hơi cay ở cái chỗ đó là anh em mình bị dính Kiss 30 min các bạn ơi. Nó có 30 phút thôi à. Mà một con là mười mấy tiếng mà xe quảng cáo có 30 phút thì tới mùa mít luôn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là cái khu vực West. Ở khu này thì để mình nghiên cứu coi chúng ta sẽ đánh đấm được ở đâu đây. Đây, vô đây gõ để kiếm ít điểm nè. Let's go. Rồi, để tốc độ quýnh nhân 3 cho máu lửa thành viên anh đại của chúng ta đâu rồi. Con này thì hàng xịn rồi các bạn. Con này nó vả một cái là mấy con kia đi du lịch hết. Victory nha. Một cửa ổn áp. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cái cửa này đi. Rồi chúng ta sẽ lụm nhẹ với cái thành viên đặc biệt này luôn. Wow. Rồi tới công chuyện ha. Victory các bạn à. Ok. Chỗ này anh em mình lụm được. Ôi mấy con này chúng ta còn phải có rồng chúng ta mới đánh được các bạn à. Mấy bé này chúng ta phải có rồng chúng ta mới lụm được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với là khu arena đi ha. Giao lưu nhẹ với mấy các bạn trong đây. Let's go. Chiến thôi các bạn ơi. Chỗ này thì anh em mình sẽ lụm nhẹ thành viên này ha. Vô kèo. Wow, cổ lên coi nào. Wow, cổ lên anh em ơi. Victory hen. Ui, cái gì vậy? Ôi không để ý các bạn ơi, mình không để ý. Ui trai sao ngó lại bị ngụm của tối vậy? Cây nha. Ôi không thể tin được luôn. Oh my god, đội hình tên bạn có cái gì mà sao? Oh my god, căng dữ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ khều nhẹ nha. Wow. Wow, lụm nhẹ. Ca này có vẻ ổn đây các bạn. Ây chà chà. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ bế tem bạn hen. Đây, phải cẩn thận hơn các bạn ơi. Ẩu ẩu là bị người ta bế liền ấy. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên gió đi. Đây, em này là hàng free cho mọi người. Các bạn chỉ cần up game tầm khoảng 3 ngày ha. Do những cái bạn mà lần đầu up á, thì các bạn up tầm khoảng 3 ngày. Những các bạn mà qua 3 ngày rồi á, thì các bạn up lần thứ 2 á, thì các bạn up tầm khoảng là 1 tuần ha. Rồi, còn mấy các bạn mà lần sau thì tầm khoảng nửa tháng ha. Nửa tháng tới 1 tháng. Giống như là nó chỉ cho anh em mình hưởng cái phần gọi là phần thưởng event đó các bạn. Giống như là phần thưởng mà khi mà trở lại á. Ôi chết, chưa bấm lộn nữa rồi. Vô gặp cái đội hình level 70 này sao đến. Ẩu rồi. Ôi sorry luôn các bạn ơi. Rồi là cái tay nhanh hơn rồi. Tầm này là tay nhanh hơn não rồi. Tôi thấy là lít vô thôi à. Thiên tình. Ôi nó vả một cái đi du lịch xa bờ luôn. Bật cái hút máu lên. Nhưng mà cái con này nó quá là trâu. Nó trên anh em mình rất là nhiều các bạn à. Có một cái độ khó không hề nhẹ cho anh em mình luôn. Ôi chịu rồi. Không nghĩ là cái khu này mà nó cho mình quýnh với toàn là cao thủ không. À khoan mấy cái bé dưới là thấp thủ rồi đây các bạn. Mình có bé Herismon. Ôi gì cái gì đi xuống tới vòng cấp C luôn. À có con kinh công. Đại kinh công các bạn ơi. Heroic nha. Không đùa với anh Đại này được đâu. Một thời đã là mưa làm gió và cứu vớt anh em mình rất là nhiều trận. Bây giờ thì rồi bé yêu trở lại và ăn hại hơn xưa luôn nào. Let's go. Đây kèo này thì anh em mình đang có sát thương là ×2 ha. Vô luôn. Rồi ngon lành hen. Wow. Lắm. Ok victory hen. Quá tuyệt vời. Wow. Rồi ca này thì bắt đầu khó rồi các bạn ơi. Ca này thì không ổn rồi. Ây cha. Gắt rồi. Anh em mình tầm này là quýnh hết nổi rồi các bạn. Phải có anh Đại của chúng ta thì mới cân nổi hen. Còn bây giờ thì cái này là bó tay thiệt rồi. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ ra ngoài nghỉ nhẹ coi. Cuộc đua Heroic chúng ta quậy. Không làm ăn được rồi. Này là phải chờ thôi các bạn à. Đây chúng ta sẽ lượn nhẹ em này một cái. Đó cành cây không ra. Rồi và anh em mình kiếm được bao nhiêu rồi ta? Được 700 mấy chục điểm rồi nè. Wow chiếc chìa khóa tiếp theo. Rồi ở đây để mình coi. Chúng ta sẽ giải cứu đến thành viên tiếp theo thuộc dòng đó chính là VR nha mọi người. Rồi open ha. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ cố gắng di chuyển để đưa bé yêu này về. Và chúng ta sẽ có cái chiếc chìa khóa nha mọi người. Đây. Rồi và sự kiện này thì nó sẽ kéo dài tầm khoảng là 3 ngày ha. Chúng ta sẽ có 3 ngày 10 tiếng để chúng ta quậy banh cái sự kiện này luôn. Wow. Sắp tới chiếc rương rồi. Ấy hết điểm các bạn ơi. Và ở đây thì anh em mình ôi không ổn rồi. Ở đây thì chúng ta hết điểm coi hay. Anh em mình 8 tiếng thì chúng ta thu hoạch được 1 lần nha mọi người. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình 1 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.